Hello. Xin chào cả nhà. Hôm nay mời các chị cùng em chúng ta học làm tóc nha. Em sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho mấy chị cách làm tóc đơn giản. Mình có thể đi tiệc nè, dành cho người trung niên, người lớn tuổi hoặc là trẻ tuổi cũng sử dụng được luôn. Thì em sẽ thực hành trên cái con mannequin này nha cả nhà ơi. Xuống xíu nha, hơi cao quá. Ta bấm trong cái chân tóc cho nó có cái độ phồng, nó có độ phồng đối với những cái tóc ít. Ta sẽ uốn lọn từng từng phần hết cái phần tóc này nghe cả nhà. Đây, chúng ta sẽ uốn lọn nha.
cho hết. Tắt đi cả nhà. Khi em đã bấm tạo cái độ phồng cho tóc và uốn lọn cho tóc rồi thì em sẽ tạo cái độ phồng cho tóc ở trên cái đỉnh đầu này nha cả nhà. Chúng ta tạo một cái độ phồng cho tóc dựa trên cái đỉnh đầu này. Tùy theo khuôn mặt mà cả nhà có thể làm, chúng ta có thể chừa xoăn hai bên hoặc là chúng ta không cần phải chừa, đối với tùy theo khuôn mặt, mặt lớn, mặt nhỏ hoặc là mặt cấm cận, tùy theo cái gương mặt mà chúng ta làm tóc. Đó, bây giờ em sẽ tạo cái độ phồng, tạo cái độ phồng như đây. Cách mọi người cầm cặp tâm nè. Đây, mọi người bẻ nó ra như thế này nè. Đó. Đó, chúng ta cầm rất là dễ dàng. Sau đó chúng ta gắn vô, cố định tóc lại ha, tạo cái độ phồng chỗ cái này cho nhìn cái đầu nó tròn. Sau đó chúng ta sẽ đánh xoáy tóc lại với nhau giống như bính, mà chúng ta không cần đánh bính, chúng ta chỉ cần chia đôi hai cái tóc mình ra thôi, chia đôi hai tóc ra thôi. Chúng ta xoáy nha mọi người. Đây, chúng ta xoắn nó lại, xoắn xong chúng ta lấy tóc thêm chúng ta xoắn. Xoắn cái đầu lấy tóc thêm cho nó nha cả nhà. Đây, cả nhà thấy không? Xoắn đây, nó xoắn lại, xoắn tóc lại. Sau đó chúng ta sẽ vuốt nhẹ cái phần tóc này lên, cả nhà vuốt nhẹ lên tạo cho nó có cái độ phồng. Cặp tâm giữ đây.
phần bên trái chúng ta cũng sẽ làm y như vậy nha. Em sẽ qua đây phần bên trái cho mọi người. Đây mọi người lấy tóc từ trên đây. Mọi người lấy tóc từ đây. Chúng ta xắn lại với nhau. Xắn như thế này. Chúng ta xắn lại. Đó. Sau khi chúng ta xắn, chúng ta sẽ lấy thêm một phần tóc nữa. Trong đó. Xắn. Chúng ta tiếp tục lấy thêm một phần tóc nữa. Chúng ta xắn tiếp. Lấy thêm một ít tóc nữa nha cả nhà. Xong cả nhà sẽ xé các phần tóc này ra tạo cái độ phồng cho tóc. Xé tóc ra tạo cái độ phồng cho tóc. Nhớ là cái này là tóc giả thôi, khi mà mình lên mặt thật á, mình sẽ can cái gương mặt của khách, mình sẽ can cái gương mặt của mình nha, mình sẽ can cái gương mặt của mình để mình xé tóc, sau đó chúng ta ghim cố định. Xé tóc ra, nhưng mà khi cả nhà xé tóc thì cả nhà sẽ can cái độ phồng bên đây và cái độ phồng bên trái và cái độ phồng bên phải nó bằng nhau, thì chúng ta xé cho nó đều ha. Đó, đây em sẽ xé tóc. Cái nhà tạo cái độ phồng cho tóc xong, chúng ta sẽ
lấy từng cái lọn tóc còn lại. Chúng ta cũng xoắn tiếp như vậy nha cả nhà. Chúng ta cũng xoắn tiếp tục. Tiếp theo chúng ta làm đối diện lại cũng giống như vậy nha. Mọi người cứ làm lần lượt cho đến khi hết cái phần tóc của chúng ta. Kẹp này là em dùng kẹp chữ U nha mọi người. Đây kẹp chữ U này. Chúng ta làm lần lượt cho đến khi hết tóc. Mọi người thấy chỗ nào không đều thì chúng ta sẽ sửa lại. Sửa lại cho nó đều. Làm lần lượt cho đến khi hết tóc nha các nhà ơi. Phần còn lại chúng ta tới gọn tóc lại, quấn lại và đưa tóc lên trong. Đưa tóc lên trên. Đó cả nhà thấy không? Đó. Sau đó chúng ta chỉnh sửa lại nha cả nhà ơi. Chỉnh sửa lại những cái phần tóc nào xù. Đó, chúng ta chỉnh sửa lại. Phần tóc nào xù chúng ta chỉnh sửa lại.
thì chúng ta đã được một cái kiểu tóc bới tạo một cái hình tam giác từ ở trên, nó có cái độ đổ xuống như thế này. Tóc này có thể dành cho cô dâu được, có thể dành cho người lớn tuổi đi tiệc được, hoặc là người trung niên, người trẻ tuổi gì cũng sử dụng được hết. Còn nếu như mà chúng ta chải cho cô dâu thì các bạn có thể đính thêm là bông cài tóc. Đó, chúng ta sẽ đính thêm bông cài tóc nha cả nhà ơi. Đính thêm bông cài tóc cho cô dâu nha. Mọi người có thể đính vòng theo đây. Mọi người có thể đính vòng hoặc có thể đính bên hông, tùy theo sở thích. Mọi người thấy thế nào? Thì em vừa chia sẻ cho cả nhà một kiểu tóc đi dự tiệc cô dâu đều có thể sử dụng được, mà làm rất là đơn giản. Mọi người chỉ cần mình cảm thấy là cái búi tóc nó căng xứng với nhau thì chúng ta có thể là gắn cài lên, tạo cái búi tóc cho nó tròn đều, đó, đẹp là được. Đó. Đây là kiểu tóc em vừa chia sẻ cho cả nhà nha. Một kiểu tóc đơn giản thôi. Là kiểu tóc hiện nay cô dâu, những cô dâu hiện nay đang thích làm mấy kiểu đơn giản như thế này. Còn nếu như mà kiểu mà thực tế của nó thì nó sẽ có 12 kiểu cơ bản làm búi tóc. Thì em sẽ lần lượt chia sẻ 12 kiểu cơ bản cho cả nhà. Thì từ 12 kiểu cơ bản đó cả nhà có thể là làm ra được nhiều kiểu giống như thế này. Hoặc là chúng ta chỉ cần nhìn thấy cái tóc cô dâu thì chúng ta biết đó là từ kiểu nào nó ra rồi nha cả nhà. Em sẽ chia sẻ cho cả nhà 12 kiểu tóc cơ bản nha.